Rồi, xin chào, hello các chị nhà đầu tư nha. Chào mừng quý chị nhà đầu tư quay lại với lại video sau giờ khớp lệnh nha chị. Nhìn thị trường của chúng ta vào ngày 12 tháng 7 năm 2024 ha. À, chúng ta có một cái ngày giao dịch cũng tương đối hay đúng không ạ? Ngày buổi sáng của chúng ta ngay lập tức nhóm cổ phiếu bất động sản sau 15 phút ATO và tới 9 giờ 30 bật tăng rất mạnh ha. Thậm chí những cái thời điểm CEO của chúng ta tăng trần và nó gây một cái hiệu ứng tương đối tích cực đến nhóm cổ phiếu bất động sản đúng không ạ? tiếp tục là nam từ liêm tiếp tục là hà đô sau đó là phát đạt dg và đặc biệt cũng có những cái mã cổ phiếu yếu như đất xanh cũng bật tăng lên được hai phần trăm ha vậy thì có rất nhiều nhà đầu tư đang nắm cổ phiếu bất động sản họ sẽ quan tâm xem cái nhịp hôm nay có phải là một cái nhịp nó đã xác nhận một trăm phần trăm là tạo đáy hay chưa hay lại tiếp tục sẽ là một cái cú bull trap của bất động sản nữa để thị trường của chúng ta lại tiếp tục phá đáy đi xuống à, chắc hẳn là các chị nhà đầu tư mà click vào cái video này thì ích hẳn anh chị sẽ quan tâm tới nhóm cổ phiếu bất động sản hoặc là ít nhiều gì đó anh chị đang nắm và có khả năng là chị đang nhắm mua mã cổ phiếu bất động sản phải không ạ? À? thì chúng ta đi vào cái video ngày hôm nay một cái video nói tương đối sâu về nhóm ngành bất động sản tiếp tục ha thì vẫn tiếp tục những lời chuỗi series uh, nói rất nhiều về nhóm cổ phiếu bất động sản và hôm nay chúng ta đang có một cái nhịp hồi phục tương đối tích cực. sở dĩ hôm nay chúng ta thấy được một cái lực bán rất mạnh là chúng ta thấy được khá nhiều anh chị nhà đầu tư đang kẹt hàng ha? và khi mà thị trường của chúng ta nó lên nó quá sớm cộng với việc là hiệu ứng chỉnh chung của thị trường về những cái nhóm vốn hóa lớn nó gây áp lực à, tương đối lên cho nhóm bất động sản vậy thì hôm nay chúng ta sẽ là cái ngày mà chúng ta phải đi quan sát cực kỳ kỹ của nhóm bất động sản vào phiên ngày mai có nghĩa là một cái phiên mà nó cần phải xác nhận lại xem cái nhóm cổ phiếu bất động sản nó bull trap hay là nhóm cổ phiếu bất động sản nó đang đã tạo được đáy và nó tích lũy để nó tiếp tục gia tăng vượt qua lại những cái vùng đỉnh cũ nha chúng ta sẽ đi vào video ngày hôm nay nhận định thị trường ngày 12 tháng 7 ha tuần đi xem bất động sản có bull trap À, trước tiên thì em xin gửi lời chúc sức khỏe đến chị và anh ha chúc anh chị có một cái tuần giao dịch à, thật là thành công à, nhanh nha à, mới đây chúng ta đã bắt đầu tới cái ngày cuối cùng rồi ha ngày thứ năm rồi và ngày mai đây là một cái ngày giao dịch cuối cùng là một ngày giao dịch thứ sáu của tuần ha à, rất có thể là trong video này anh chị cũng đã gặt hái được nhiều những cái thành công trong ngắn hạn thì anh chị có thể là để lại một cái lượt like nha anh chị nếu như anh chị thấy những cái video mà em phát uh, hàng ngày nó mang lại nhiều được nướng tích cực cho chúng ta mang lại nhiều cái kế hoạch cụ thể cũng như là nó mang lại được nhiều những cái giá trị cho anh chị ra kế hoạch đầu tư thì anh chị hãy để lại một cái lượt like nha anh chị một cái lượt like ủng hộ tinh thần cho anh em rất lớn một lượt like của anh chị có thể là nó sẽ miễn phí tuy nhiên đối với các anh em một lượt like miễn phí như thế này nó đánh giá rất cao về cái hiệu quả hoạt động của anh em cũng như là cái việc mà youtube nó có đánh giá về cái hiệu suất hoạt động của anh em hay không ha và yêu mến hơn nữa anh chị có thể để lại một phần comment nha chị có thể là góp ý có thể là một quả tim màu tím hay là quả tim màu xanh hay là bất cứ sticker nào cũng được hoặc là nhận xét chung của mình nếu như anh chị có những góc nhìn riêng về cái khía cạnh của thị trường về khía cạnh của nhóm cổ phiếu nào đó anh chị có thể lại ở để ở phần comment ha thì em sẽ cố gắng trả lời tương tác hết những cái phần bình luận của chị nhà tư nhá rồi chúng ta sẽ đi vào video ngày hôm nay anh chị ha Trước khi mà đi vào video ngày hôm nay, thì chúng ta nhìn sơ qua lại cái chỉ số CPI nha chị. À, sorry mọi người là hôm qua cái giờ này là chính là cái giờ của Mỹ chứ không phải là giờ của Việt Nam mình nha. Ngày phát hành ngày 12 tháng 6. À, đây, chúng ta thấy được ngày 11 tháng 7 có nghĩa là chỉ báo CPI của tháng 6 nó sẽ phát nó sẽ phát hành vào ngày 11 tháng 7 giờ Mỹ nha chị. 12 giờ 30 buổi chiều giờ của Mỹ có nghĩa là đâu đó khoảng 7 giờ 30 chúng ta sắp rồi đó bây giờ đang là 7 giờ 15 em đang làm video này là khoảng 7 giờ 15 thì tầm khoảng 15 phút nữa thôi là chúng ta sẽ có cái chỉ số CPI thì chắc là tới cuối cái video đi thì em sẽ cập nhật lại cái chỉ số báo CPI mà công bố thực tế trong giai đoạn này sẽ như thế nào nhưng mà chúng ta thấy được rất rõ rồi chúng ta thấy được khả năng là nó sẽ tích cực thôi khả năng nó sẽ đúng như dự báo hoặc là nó sẽ tốt hơn cả dự báo tại vì sao video của chúng ta thấy ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy được thị trường của châu Âu đang tăng tích cực đúng không ạ và ngay lập tức tối ngày hôm qua thị trường của Mỹ nó sẽ tăng rất mạnh nó tăng hơn 400 điểm có nghĩa là nhà đầu tư người ta đã dự đoán được là hoặc là người ta đã có những cái thông tin liên quan tới chỉ số CPI rồi ha công bố ra đây chỉ là một cái 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 điểm để cho chúng ta thấy được là rất có thể nha khi mà công bố ra nó sẽ buôn lên và sau đó sẽ giảm một cái nhịp tương đối vừa phải có thể là nếu mà giảm hợp lý và rút chân lên thì ok nếu như mà nó giảm kéo hơi mạnh và nó giảm rất sâu thì chúng ta sẽ thấy được thị trường chúng ta sẽ gây áp lực vào ngày sáng ngày mai mà sáng ngày mai gây áp lực lại là tích cực nha anh chị sáng gây đỏ lại là tích cực và chúng ta thấy được thị trường của chúng ta trong giai đoạn vừa qua nó có những cái nhịp điều chỉnh hợp lý nha chị chúng ta gọi là những nhịp điều chỉnh nhẹ nhàng hợp lý tại vì sao dòng tiền nó đang luân chuyển trong thị trường nó không rút ra nó đang luân chuyển để nó đi chuyển luân chuyển từ nhóm vốn hóa lớn từ ngân hàng nó chuyển sang mid -cap, nó chuyển sang chứng khoán chuyển sang thép và hôm nay nó chuyển sang nhóm bất động sản đúng không hôm nay chúng ta thấy tích cực nhất của chúng ta là nhóm bất động sản và cuối phiên có nhóm chứng khoán bởi vì một số những thông tin rò rỉ ra là chúng ta thấy được nhóm cổ phiếu chứng khoán nó đang cập nhật báo cáo tài chính nha chị ha định hướng giao dịch của chúng ta ngày mai như thế nào thì chúng nữa chúng ta đi vào vnindex ha bây giờ thì chúng ta thấy được là thị trường của mỹ thì chút nữa sẽ có chỉ báo cpi ha chỉ số giá tiêu dùng của của mỹ đúng không ạ sau đó là chúng ta sẽ có những cái ngày sắp tới nữa sẽ là fed sẽ công bố lãi suất của tháng 7 thì như vậy thôi chắc chắn rồi nó sẽ không giảm lãi suất trong ngay, ngay tháng 7 này đâu, khả năng là vẫn qua tháng 9 thôi ha. Nhiều nhà dự đoán người ta cũng đang đưa ra một cái dự báo tương đối là chính xác như là sắp tới ha. Và Fed cũng đang đưa ra những cái bài phát biểu cũng tương đối là ủng hộ cho việc cắt giảm lãi suất khi mà ông Powell đúng không? Hôm qua hôm qua video hôm qua có nói rồi, ông có nói là giữ cái lãi suất cao quá nó sẽ gây áp lực tới tình hình kinh tế và nó có thể gây tác động xấu tới cái việc phát triển chu kỳ kinh tế sau này. ha, à, có thể gây uh, uh, trì trệ cái việc phát triển và thúc đẩy cái mô hình kinh doanh của một số những cái doanh nghiệp mà có khả năng nó đang gặp áp lực về nợ, nha lãi suất cao thì áp lực về nợ của doanh nghiệp là đúng, nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào video ngày hôm nay, thị trường của chúng ta, à ngoài ra thì anh chỉ thấy được là một số những cái thông tin liên quan về doanh nghiệp đi, à, cũng không có nhiều, cũng không có nhiều trong ngày hôm nay ha. Chúng ta có một cái thông tin liên quan tới cái mã cổ phiếu, tôi sẽ lên thân điện. À, có mã cái cổ phiếu là MBS, à, nhóm của mình là Hôm nay là hình như là có thông tin MBS thì em có báo là không bán nha anh chị Tại vì sao? MBS và BDS là chứng khoán chúng ta không bán, chúng ta chờ ngày mai. Tại vì sao? MBS nó đang ra cái thông tin là chúng ta sẽ được trả lãi suất khủng 12% nha chị, 12% bằng tiền mặt nha MBS hiện tại đang định giá khoảng hơn 33.000 Mà chúng ta đang mua 33.000 Mà chúng ta có một cái lượng cổ tức bằng tiền mặt nha, 12%, có nghĩa là chúng ta sẽ được 1.200 ha đó đang là một cái câu chuyện tương đối tốt cho mở MBS thì đó lý do tại sao chiều ngày hôm nay mã BBS nó cũng tăng rất tốt và thậm chí là VDS cũng quay trở lại tăng đó là hai cái mã cổ phiếu mà em đánh giá cực kỳ cao cho giai đoạn ngắn hạn ha rất là may team chúng ta lại nắm được đúng hai cái mã này nha chị nó là hai cái mã cổ phiếu mà nó đang khỏe nhất trong nhóm chứng khoán luôn đó là MBS và VDS ha thì bản thân của nó vận động tốt trong cái dịp điều chỉnh trước bởi vì sao bởi vì nội tại của nó đang có những cái thông tin tích cực thì chúng ta hãy tận dụng những cái nhịp mà thị trường giảm mạnh đó chúng ta hãy để ý những cái mã cổ phiếu nào mà nó khỏe có nghĩa là cái dòng tiền họ đang chờ thời cơ để họ mua vào và họ gom vào chị thấy rất rõ ràng là sau khi họ gom vào họ đánh lên rất là nhanh và mã cổ phiếu này cũng sẽ là mã cổ phiếu mà khi những cái thông tin liên quan tới báo cáo tài chính hoặc liên quan tới thông tin tích cực nó ra là cái thời điểm chúng ta sẽ chụp lại được ví dụ như VDS đi ngày mai chúng ta còn có một ngày tăng nữa ví dụ như VDS hiện tại đang ở vùng giá mà chúng ta đang thấy là 23.75 nếu như ngày mai nó kéo chúng ta lên 24 24.5 thì chúng ta có thể chốt vùng quanh quanh cái vùng đỉnh này là chuyện hết sức bình thường. Còn cái việc nữa nó có chạy tiếp hay không là chuyện của nó. Ha. Còn cái việc của chúng ta là chúng ta đạt được target khi chúng ta mua lên quanh vùng 20, chúng ta sẽ chốt lại khoảng hơn 20% nếu như đạt con số 24 hoặc hơn 24.5. Nha chị nha. Đó là nói về mã cổ phiếu BDS. Còn MBS thì tùy anh chị nhà đầu tư ngày mai khả năng với những thông tin tích cực như thế này cộng với lại cái việc mà thị trường uh, tích cực trong nhóm chứng khoán buổi chiều ngày hôm nay khả năng MBS ngày mai sẽ quay về kiểm tra cũ và thậm chí nó khả năng nó phá đỉnh thì chờ nó phá định chúng ta bán ha đối với những cái mã cổ phiếu như này chờ phá định chúng ta bán xong sau, sau đó chờ cái dịp nó test quay về cái đỉnh cũ chúng ta sẽ mua lại ha đó là MBS rồi à, tiếp tục tới những cái mã cổ phiếu mà chúng ta à mã cổ phiếu từ từ đi bây giờ chúng ta sẽ nói về thị trường trước nha tiện thể đang nói về thông tin của cổ tức nên em ra nói nói MBS luôn rồi mình sẽ đi vụ thay DSG thay chủ tịch nhóm Dragon Capital giảm tỷ lệ sổ xuống dưới 11% ha nhóm cổ phiếu của Dragon Capital đã bán rồi bắt đầu hôm nay đã bán rồi bán ngày nào đây ha chúng ta chưa thấy ngày bán cụ thể hai quỷ North Bank và Wareham đã bán lần lượt 200.000 và 800.000 đê đất xanh giảm tỷ lệ từ 11% xuống dưới 10.88 diễn ra 8 tháng 7 ha chung cái ngày cụ thể thì chắc là chúng ta chờ cái báo cáo cổ đông lớn của của đất xanh ra ha hôm nay thì không có những thông tin nào nó quá nhiều đâu chỉ có những thông tin là sẽ giảm thêm vài phiên tiếp tục rung lắc TCM lập đến 2 năm cá mập xuống thoái vốn đấy những thông tin chung chung thôi chị chưa những thông tin nào nó quá quá quan trọng đối với thị trường ha đặc biệt là có một cái thông tin liên quan nhiều tới những cái uh, uh, gọi là gọi là lợi nhuận ha những thông tin rồi rỉ về lợi nhuận ví dụ như những thông tin đồ ấy ví dụ như lợi nhuận của FI khả năng nó đạt cả ngàn tỷ <laughs> đạt cả ngàn tỷ sau 6 tháng anh chị À, đạt được đâu đó khoảng 50% kế hoạch cả năm. dụ như VCI thì 300 tỷ hoặc là VND thì nó tăng khoảng 500 tỷ nha chị, có nghĩa là như vậy. Thì hồi nữa mình sẽ đi qua một số những cái cổ phiếu đó, xem thử coi những cái uh, chart kỹ thuật nó có ủng hộ cho một cái đà tăng sắp tới hay không ha. Rồi mình đi tới phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường của chúng ta rất rất lâu rồi, rất lâu rồi mới có một cái phiên giao dịch giảm điểm mà chúng ta phấn khởi như vậy. Ha, lý do tại sao ạ? Lý do là đa số các anh chị nhà đầu tư chúng ta nắm rất nhiều nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán đúng không ạ cả cả thép thì phiên giao dịch ngày hôm nay là một cái phiên mà nó giống như là cơn mưa rào sau một cái kỳ uh, nắng hạn vậy đó Nên là nó giải tỏa được rất nhiều áp lực cho anh chị nhà đầu tư trong nhóm bất động sản để nó xoay chuyển lại được cái suy nghĩ của anh chị là bất động sản liệu nó còn giảm mạnh nữa hay không hay là bất động sản nó đưa cho chúng ta lại một cái niềm tin rồi thì mọi người cũng đang rất tích cực trong buổi sáng tuy nhiên là chúng ta thấy được một cái lực bán cũng rất là mạnh của nhóm cổ phiếu bất động sản này khi mà chúng ta thấy được sau 10 giờ 30 sự thăng hoa của nó nó chững lại bởi vì nó không có một cái sự ủng hộ của thị trường anh chị thấy được là thị trường nó giảm rất mạnh ngay phiên sáng nha sau đó nhóm bất động sản kéo thị trường lên tuy nhiên là một mình anh một cái một cánh én nó không làm nên được mùa xuân ví dụ như bất động ví dụ nhóm chứng khoán đi nó kéo từ phiên sáng đi ha đồng pha với bất động sản đi thì khi mà hai nhóm ngành chủ lực của thị trường nó kéo đồng pha như vậy, nó sẽ gây tích cực hơn so với thị trường. Tuy nhiên là buổi sáng mới là bất động sản và bắt đầu bất động sản nó lại tiếp tục nó có một cái dấu hiệu áp lực chốt lại khi mà thị trường chung của nhóm ngân hàng cũng như là VN30 nó giảm điểm trong cái cuối phiên sáng. Thì nó gây áp lực cho nhóm cổ phiếu bất động sản là nhà đầu tư sẽ nghĩ tới cái việc là khả năng bị bứt ráp bởi vì nó không trần được, không có một cổ phiếu nào nó giữ được trần. Ví dụ như CEO có thời điểm nó chạm trần, anh chị thấy là 18.4 đúng không? Nhưng mà khi mà tới 10 giờ 30 nó bị bán mạnh nó quay ngược về 18.1 18.2 là mọi người thấy khả năng là à, bất động sản có khả năng nó bị bull trap nên mọi người bán ra ồ hỏi bán ra vậy thì cái tâm lý này là tâm lý bình thường như những cái video trước em có chia sẻ rồi ha thông thường là nhỏ, khi mà người ta đánh lên mà anh chị đua mua bất chấp thì khi đó là cái tâm lý nó rất là phô mô và rất rõ ràng là sau những cái thời điểm đó nó sẽ có những cái dịp điều chỉnh còn khi mà người ta đang đánh lên á, mà anh chị sợ hãi không dám mua hoặc là nó kéo lên tí mình bán đó, thì những cái thời điểm đó mới là những cái thời điểm người ta mới bắt đầu Câu chuyện nó mới bắt đầu thôi. Vậy thì cái việc mà bull trap hay là cái việc mới bắt đầu này nó rõ ràng như thế nào thì ngày mai nha. Ngày mai chúng ta sẽ đi vào cái phiên mà quan trọng để xem nó có xác nhận hay không. chờ chút nha. Rồi, nha anh chị, đó đó là nói yếu tố về bất động sản thì hồi nữa chúng ta sẽ đi sâu vào nhóm bất động sản và đặc biệt đi sâu vào một số những cái mã cổ phiếu mà nó có những cái tín hiệu đột biến trong ngày hôm nay ví dụ như sáng nay nó sẽ có ceo nè nam từ liêm nó đang ở vùng đỉnh mình không nói ha chúng ta sẽ có hdc nè hưng thịnh nè phát đạt nè dg nè novaland nè đất xanh nè khang điện ha chúng ta sẽ đi chúng ta sẽ đi sơ lược qua một số những cổ phiếu đó để chúng ta phân tích xem bất động sản liệu nó có trap nữa hay không hay là đây là một cái nhịp mà nó chạy đà để cho một cái pha tăng ha trong hai phiên trước nha không tính việc này nha chị trong hai phiên trước anh chị thấy được bất động sản nó gây áp lực tương đối mạnh đối với thị trường đúng không trong cuối phiên thì trong hai phiên trước em có nói lên em nhà đầu tư của mình là nếu như bắt được thì hãy bắt những phiên đó vào hoặc là chờ cái phiên xác nhận hôm nay là phiên xác nhận hôm qua đó là cái phiên này này, anh chị nhớ được em ví dụ như một mã đây nha đèn, đây cái phiên mà như thế này nè một là chúng ta bắt vào hai là chúng ta chờ cái phiên xác nhận của cái ngày mà hàng nó về nó không phá cái đáy nữa thì rất, rất có thể khả năng là bất động sản nó sẽ tạo đáy mà đặc biệt là cổ phiếu riêng của nó sẽ tạo đáy đây. và anh chị thấy ngay lập tức ngày hôm nay đánh phá tung lên ha chị nổ cái bôn lên có thể là bôn không cao thì thì bản thân của bất động sản khả năng là nó không còn bản thân của cái doanh nghiệp này khả năng là nó không có khả năng là nó không có câu chuyện sớm ngay lúc này mà đặc biệt câu chuyện ngày hôm nay nó ảnh hưởng từ cổ phiếu xe nha nó từ cổ phiếu xe xe nó bật tăng lên rất mạnh trong phiên sáng ngày hôm nay thậm chí chạm trần và nổ một cái vốn thanh khoản 13 triệu cổ phiếu nha đối với những cái này đây là mũi nha đánh lên rất mạnh và nó giữ được cái vùng giá 18 em mới nói rồi ha sell giữ được 18 là tiếp tục câu chuyện của nó sẽ tiếp tục nó tăng hoặc là nó sẽ tái tích lũy một hai phiên sau đó nó sẽ tiếp tục nó tăng nha rồi mình sẽ đi vào nhóm này sau chút nữa mình sẽ đi sâu vào nhóm bất động sản sau nha rồi mình tới uh, thị trường của chúng ta hôm nay thanh khoản bắt đầu nó tụt hơn một chút so với ngày hôm qua đúng không cuối phiên anh chị nhìn trên cái biểu đồ uh, tốc độ thanh khoản giao dịch chúng ta thấy được điều này được rõ ràng nha. cuối phiên nó đang hợp chứng lại một tí à, cả ngày nó đang rất là hừng hực ha cả bất động sản tới chiều là chứng khoán là bắt đầu tới cuối phiên chúng ta thấy nó hơi chứng lại một tí bởi vì cái khối lượng của nhà đầu tư giao dịch thỏa thuận nó cũng bắt đầu nó giảm lại nha thì cái thanh khoản như thế này là thanh khoản chúng ta vẫn thấy được thị trường giảm nhưng vô nó hợp lý nó không bị bán quá mạnh đúng không ạ chúng ta hay nói câu chuyện đó chúng ta thấy được là hai phiên đỏ liên tiếp mà hai cái phiên đỏ này nó test Volt tương đối ổn đúng không ạ nó test vô tương đối ổn Vậy thì chúng ta sẽ có xu hướng như thế nào thì hồi nữa mình sẽ đi vào VN sau nha. Bây giờ chúng ta đi nhìn sơ qua ngoài nhóm bất động sản, chúng ta có thêm một cái nhóm mà buổi chiều nay nó kéo nữa đó là nhóm chứng khoán đúng không? Nhóm chứng khoán rất rõ ràng ha. Mặc dù nó không kéo được có cổ phiếu trần như là như là như là CEO của bất động sản, tuy nhiên nhóm cổ phiếu chứng khoán nó có sắc xanh từ cái mã chủ đạo của nó luôn, chủ lực đó là đây này. Nha, đây có những cái thời điểm nó kéo trên 2%. Ha, kéo những thời điểm trên 2%. Vậy thì SSI của chúng ta liệu phiên giao dịch ngày mai nó có tiếp tục cái đà này nó để đánh phá lên 35 hay không hay là nó sẽ chững lại ở cái vùng cản 35 này và nó tiếp tục quay xe thì hồi nữa mình sẽ đi vào nhóm chứng khoán luôn nha thì hai chủ lực của ngày hôm nay của chúng ta cái cái, cái chủ đạo mà mà đáng chú ý là là bất động sản và chứng khoán thôi thì ngày mai hai cổ phiếu này hai nhóm này nó có tiếp tục nó kéo thị trường hay không và có sự trở lại của nhóm thép hay không và có sự trở lại của nhóm ngân hàng hay không khi mà đã điều chỉnh hai phiên rồi thì ngày mai chúng ta sẽ thấy được câu chuyện nó sẽ rất rõ ràng vào phiên sáng ngày mai nha bây giờ chúng ta sẽ đi vào vn index trong ngày hôm nay ha chúng ta sẽ có thông tin về chúng ta coi châu Âu Châu Âu hiện tại cũng đang tích cực nha chị Châu Âu cũng đang mở cửa tương đối xanh nhiều ha mình đi vào thị trường của chúng ta nhá à, nhóm vốn hoa lớn chắc chắn là gây áp lực rồi rất rõ ràng đúng không gây áp lực của chúng ta gây áp lực từ uh, cuối buổi sáng à, nhóm vốn hoa lớn gây áp lực tuy nhiên là cái gây áp lực này nó lại đi về đúng lại cái vùng hỗ trợ nó lại đúng ngay cái vùng hỗ trợ chúng ta đang chờ nó về đúng không từ đây mỗi tên về đây đúng không ạ thì ngày mai nhóm last cap nó sẽ có nhịp hồi nha thì chúng ta thấy rất là hay là bất động sản nó đang chạy đà chứng khoán cũng đang chạy đà nếu như ngày mai có sự quay lại của nhóm ngân hàng của nhóm last gap của vn30 nữa cộng thêm việc chạy đà của nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng nữa thì liệu ngày mai nó sẽ có một cái phiên nó nổ hay là ngày mai lại là một cái phiên buổi sáng nó nổ nhưng mà buổi chiều nó lại tết? đúng không ạ bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nhóm cổ phiếu mid cap last gap thì có rồi đúng không mid cap cũng vậy Midcap thì đang hơi rủi ro hơn một tí, nha chị. Midcap thì hơi rủi ro hơn một tí, bởi vì midcap của chúng ta đang có tín hiệu test hai cây nó giống tương đồng với lại nhóm cổ phiếu thị trường nha nó test hai cây rồi nó test hai cây đang test lại vậy thì nhóm cổ phiếu mid cap này liệu nó có gãy để nó chui về xuyên xuống đây hay không Đó, đây là cái mình chị đang lo sợ đúng không nếu chị học EG thì chị cũng thấy được là đây là yếu tố chúng ta đang là đang lo sợ đúng không trước khi nó xuyên được ở đây nó phải chạm hỗ trợ cái này nha chị nó phải chạm hỗ trợ cái đã nhưng mà anh chỉ thấy được hai phiên liên tục rồi nó chạm về đỉnh rồi nó không có một cái áp lực bán rất mạnh ở bên đây bởi vì sao bởi vì có nhóm bất động sản nó luân phiên và nhóm ngân hàng à và nhóm đầu tiên là nhóm thép đúng không sau đó là một số những cái nhóm ngành riêng lẻ nhóm ngành ngách như hóa chất hôm nay thì bất động sản và chứng khoán thì có thể ngày mai cũng sẽ là một trong số những cổ phiếu của nhóm ngành midcap và anh chỉ thấy được là bắt đầu từ tuần sau đó, thì khách sạn của nhóm midcap nó sẽ mở ra tương đối rộng trong các tuần sau thì cái hơi hướng mà nó sẽ test về đây là chuyện bình thường nó sẽ có rồi ngày mai hoặc là sau đó ngày mai hoặc là sau đó thôi. Ví dụ như sáng ngày mai nó sẽ gây áp lực sớm luôn thì nó sẽ chạm cái hỗ trợ và nó bật lên. Tuy nhiên ngày mai nếu nếu mà tiếp tục tích lũy hoặc là tăng lên đó thì trong tuần sau nó cũng sẽ có những nhịp test về. Vậy thì ngày mai sẽ là cái ngày mà chúng ta đi về cái nhịp chốt lại tốt nhất trong tuần nha vậy không phải là ngày thứ tư cũng không phải là ngày thứ năm tại vì sao mình vẫn nếu giữ những cái mã cổ phiếu này bởi vì nó đang có hơi hướng nó khỏe hơn so với thị trường khi mà dòng tiền nó đang dịch chuyển sang nhóm midcap cap đúng không nó đã dịch chuyển được hai ngày rồi vậy thì ngày mai sẽ là một cái ngày chúng ta sẽ chốt lại được tốt nhất nếu như anh chị đánh nhịp t cộng hoặc nếu như anh chị đánh được một cái nhịp chúng chúng ta uh, trung hạn là chúng ta gom hàng và ngày mai chúng ta chốt lại để hạ cái giá vốn đúng không thị trường còn chỉnh nữa hay không thị trường liệu có quay về cái mốc 1269 1270 hay không thì chút nữa chúng ta sẽ đi vào vnnet chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ha rồi đó là mid cap. Chúng ta qua VN Index nha. Chúng ta đi qua nhóm ngân hàng. Ngân hàng. Rồi ngân hàng của anh em mình là hôm nay chạm về đúng hỗ trợ. Hôm qua cũng chạm về đúng hỗ trợ. Hôm nay nó cũng về thủng dưới hỗ trợ. Nó rút cái chân lên nằm ngay hỗ trợ. Thì nhóm ngân hàng của chúng ta ngày mai nha chị. Bắt buộc nhóm ngân hàng phải có sự hồi phục. Nếu như ngày mai nhóm ngân hàng không hồi phục. Thì áp lực của chúng ta đến từ nhóm ngân hàng trong tuần sau sẽ là rất lớn bởi vì nó gãy cái vùng hỗ trợ này có nghĩa là nó xác nhận chúng ta nó chỉ có nhịp hồi về khách sạn thôi chứ không có nhịp đi lên nha anh chị phải cẩn trọng với nhóm ngân hàng nha ngân hàng nó có thể là kéo được mà nó cũng có thể là nó đạp được đó nha anh chị thị trường của chúng ta thị trường mà lên mà không có ngân hàng đó, nó cũng rất khó lên bằng chứng rất rõ ràng là hôm nay anh chị thấy được bất động sản với chứng khoán lên đâu nổi đâu mặc dù nó vẫn có nhịp kéo tương đối tốt nha anh chị nhưng sự mất niềm tin của anh chị nhà đầu tư về nhóm bất động sản sự chán ngay sẽ chán ngấy của anh chị dòng tiền nó không đổ vào mạnh để nó kéo đẩy thị trường đi lên và gặp áp lực của nhóm ngân hàng nữa nó làm cho chúng ta không có sự bứt phá quyết liệt và bứt phá nó mang tính chất là nó nó gọi là nó đi thẳng vào à, nó đi thẳng vào trong cái vấn đề là nó đã đánh thẳng lưng không có nha nó không có một cái nhịp đánh thực sự quyết liệt trong ngày hôm nay ngoại trừ cổ phiếu CEO thôi ha còn các cổ phiếu khác thì chúng ta không thấy sự quyết liệt rồi đó là thứ nhất à, thứ hai nữa là nếu như ngân hàng ngày mai nó có một cái đến sẵn nha chị. Nó có một cây nến xanh thì đối với công cụ Ichimoku nó sẽ dự đoán cho chị được là a, à, nó đang có nhịp test lại và khả năng rất cao nó sẽ phá cái khách sạn này để nó đi lên để nó đi về cái mô hình uh, hồi phục chữ V chứ không phải là N nữa. Nếu như mà nó đánh thủng khách sạn nha chị, đánh thủng cái sạng này và đặc biệt là nó đánh gãy cái dưới đây nè thì nó sẽ đi về cái mô hình chúng ta là chữ V à uh, chữ N thì nó sẽ tiếp tục giảm. Nó sẽ gây một áp lực rất lớn. Tuy nhiên nếu như ngày mai nha chị, nó có một cây hồi phục xanh của ngân hàng nhá thì chúng ta sẽ có cái định hướng là khả năng rất cao là thị trường chúng ta sẽ tiếp tục cái mô hình hồi phục chiến nào ở à, chữ lên ha chứ không phải là quay về trên nào chữ V là giảm chỗ này nè bật lên nè chúng ta đang thấy một cái vùng gáp đây đúng không một cái vùng ghép rơi đúng không thì đây nó sẽ là một cái áp lực trong ngắn hạn chuyện này hết sức có thể bình thường chúng ta có thể nhìn nghĩ ra được đúng không áp lực ngắn hạn nên chỉ thấy được nó kéo lên đây nó đang có một cái áp lực trong ngắn hạn ha tuy nhiên để nó đi về được cái vùng cao hơn là cái chuyện ngày mai nó cần phải xảy ra là một cái nến xanh cộng với lại một cái nến xanh của ngày thứ hai nữa để nó kéo lên đây thì sau đó nó muốn chỉnh hay là nó muốn test hay nó muốn làm gì là nha nhưng mà cái vùng này tương đối khó lên nha chị cái vùng này em thấy nó giá tương đối khó lên chúng ta có ngày mai ngày mốt ok ngày mai nó kéo lên là ngày thứ hai chúng ta tương đối tốt tuy nhiên ngày mai mà nó không kéo lên thì ngày thứ hai cũng chưa hẳn nó lên được ha và chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm cả hơn hai tuần lễ nữa thì nó mới đi tới cái vùng em mỏng này được chưa đó nó mới em mỏng này có thể là nếu như mà nó lên đẹp như chúng ta dự đoán nó sẽ lên đây và nó cũng sẽ có những nhịp test lại à, rồi sau đó nó sẽ đi lên cái vùng em mỏng như thế này những cái vùng như thế này là những cái vùng mà chúng ta phải chờ đợi những cái vùng như thế này là chúng ta phải dự đoán và chúng ta phải tính toán được xem coi cái, cái lộ trình chúng ta giao dịch và lộ trình chúng ta giải ngân như thế nào cho hợp lý ha à, đó là nói về nhóm ngân hàng chúng ta qua nhóm cổ phiếu thứ hai là nhóm uh, chứng khoán đi cái nhóm mà chúng ta đang kỳ vọng rất lớn vào một cái nhịp ngày mai khi mà một số những cái thông tin râm ran về lợi nhuận của nhóm chứng khoán nó đang đưa ra nha chị. À, chứng khoán ngày hôm nay chị thấy được tích cực đúng không nếu như chị học EG nhìn vô thấy tích cực nó đang có tín hiệu là ngày hôm qua thì nó hơi nó hơi tiêu cực một tí tuy nhiên là hôm nay buổi chiều nó đang có khả năng tương đối tích cực bởi vì cái vùng mây bắt đầu nó mỏng đi rồi này đúng không vùng mây nó bắt đầu nó mỏng đi rồi mà nó đang có tín hiệu là nó xuyên cái vùng mây này lên ha thì cái phiên này là một cái phiên hết sức quan trọng đúng không? Hôm qua có nói phiên này rất quan trọng nếu như thị trường tích cực thì nhóm ngư chứng khoán ngày mai nó phải kéo lên để nó vượt cái giao găm này mà đi lên trên đây hôm nay buổi chiều nó tích cực tuy nhiên nó vẫn chưa đủ sức công phá cái vùng 500 để nó phá cái giao găm này nó đi lên cái biên trình nha vẫn đang là ở cái biên xe quay giữa thì ngày mai nha chị ngày mai là cái ngày mà rất là than chốt ngày mai chứng khoán tiếp tục cái câu chuyện mà chúng ta đang kể là nói về báo cáo tài chính báo cáo lợi nhuận nó, nó bung lên cái câu chuyện này nó xuyên cái vùng giao găm này lên thì khả năng rất là cao nó sẽ có cái nhịp chúng ta đánh xuyên qua được cái khe này nha có nghĩa là nó phải đánh rướng lên như đây trước nè một nhịp nè xong rồi nó tích lũy ở đây xong rồi sau đó lên như này ha đó là nói về nhóm chứng khoán chứng khoán cũng đây tích cực chúng ta qua nhóm thứ ba là nhóm dầu khí dầu khí nó có hai phiên test liên tục rồi dầu khí của chúng ta có hai phiên nó test liên tục rồi vậy thì thị trường của chúng ta sắp tới sẽ như thế nào dầu khí mặc dù anh chị thấy nó test liên tục nhưng mà nó đều hồi về biên trên đúng không các cổ phiếu như chị như BVS nó đã hồi về 44 thậm chí là vượt 44 luôn giống như là BVD nó cũng hồi phục BVC cũng hồi phục và hiện tại là đang hai nhịp test Vậy thì ngày mai liệu nó có khả năng nó tăng được hay không? Thì ngày mai là cái ngày tương đối hay của dầu khí. Ngày mai mà cổ phiếu dầu khí mà kết phiên xanh hoặc là nó có tín hiệu tích cực thì cái tuần sau á là một cái tuần của dầu khí luôn. Thì cái tuần sau là cái tuần của dầu khí, có thể là những cái ngày đầu tiên nha, tuần dầu khí. Tại vì sao? nhóm dầu khí có một cái tuần trước hồi phục lên vượt dầu gầm. Và cái tuần này là cái tuần nó cần phải xác nhận nó phá vỡ cái vùng dầu gầm này, có nghĩa là phải xác nhận làm trên luôn. Thì tuần sau nó sẽ bám mây này lên thậm chí nó sẽ vượt thẳng lên như đây ha. Với điều kiện là ngày mai nhóm cổ phiếu dầu khí nó phải có sắc sạch thì chúng ta nhìn qua dầu thô đi chúng ta nhìn qua giá dầu thô đây hiện tại nó đang điều chỉnh nhẹ đúng không hiện tại đang điều chỉnh nhẹ ở đây thì chúng ta cần hết phiên sáng ngày mai nếu như cổ phiếu dầu thô của chúng ta nó kéo lên này Bùn lên trên đây nè đó là cổ phiếu dầu khí của chúng ta ngày mai sẽ tích cực tuy nhiên nó đang giao dịch nè chị tuy nhiên nếu mà sáng ngày mai á chị thấy được dầu thô nó lao về đây nè thì chúng ta phải có một cái tâm lý trước nha nhóm cổ phiếu dầu khí chúng ta sẽ có cái áp lực giảm cho tới 1 cho tới hai phần trăm nữa để nó về đây sau đó nó mới tăng được nha nên yếu tố về giá dầu thô thế giới nó rất là quan trọng trong cái phiên giao dịch tối ngày hôm nay sáng mai sẽ cập nhật lại cho mọi người ha rồi à, tiện nói dầu thô rồi chúng ta bây giờ bảy giờ ba rồi chúng ta sẽ đi qua coi uh, chỉ, chỉ số CPI nha bảy giờ ba giờ Việt Nam mình thì phải rồi thực tế là 3.0 nha anh chị anh chị thấy cực kỳ tích cực không 3.0 nha dự báo 3.1 3.0 đó là lý do tại sao á thị trường Mỹ tăng rất mạnh và thị trường châu Âu cũng đang tăng rất mạnh cái 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 yếu tố này khả năng rất cao á là chúng ta sẽ thấy được Dow Jones nó sẽ có nhịp bull lên mạnh tuy nhiên đây không phải là yếu tố tích cực nha anh chị bởi vì chúng ta đã dự báo được trước rồi chúng ta đã thấy được những thông tin trước đó rồi và chúng ta thấy được xem quan trọng nhất là chúng ta sẽ coi coi cái vận động của Dow Jones sẽ như thế nào trong giai đoạn này để có gây áp lực cho thị trường hay không hôm nay Dow Jones tăng rất mạnh tuy nhiên thị trường chúng ta nó không tăng mạnh ha đó, anh chị thấy được cái phiên phiên giao dịch tối hôm qua này hôm nay mỹ chưa giao dịch đâu tối hôm qua đâu cho nó tăng lên rất mạnh và nó đang có khả năng nó muốn phá lên trên nha anh chị nhưng thị trường chúng ta không tăng mạnh vậy chúng ta chờ đợi coi Dow Jones tiếp tục có một cái đà tăng lên chạm đỉnh này hay không và giữ được cái biên trên hay không hay là nó lại kéo lên trên xong rồi nó lại quay về nó có cái nến đỏ nha như vậy thì nó sẽ không hay đâu nó sẽ gây áp lực cho chúng ta vào phiên sáng rồi ha à, chỉ số CPI của mỹ là đang tích cực đó tốt hơn cái dự báo dự báo 3.1 đến về 3.0 là tích cực ha có nghĩa là làm sao để đưa cái lạm phát của chúng ta dưới ba là sao đã sẽ hoàn thành được cái chi tiêu của của Fed đề ra là đưa mức lạm phát về dưới 3% và sau đó họ sẽ tiến tới cái chu kỳ họ cắt giảm lãi suất. Gần như cái việc cắt giảm lãi suất là xác suất rất cao trong những tháng chính này nha anh chị. Rất cao luôn. Rồi ha, chúng ta sẽ tiếp tục tới câu chuyện của VN Index nha. Mình đi qua cái câu chuyện Last Cap nha, Last Cap. Rồi, lá xong rồi. rồi nói mãi chán. Rồi bất động sản. Bất động sản nha, bất động sản cái cái top cổ phiếu mà chúng ta đang quan tâm, banh chứng thép dầu khí, à, thép nữa, thép đi, bất động sản nói xong thép thép của chúng ta là chưa vừa qua được cái vùng khách sạn đúng không phiên hôm qua có nhịp test đánh và rút lại hôm nay nó chỉnh là bình thường nha chị nó chỉnh là bình thường ngày mai nếu như thép đỏ đầu phiên múc vô múc vô chưa đỏ đầu phiên là múc vô chúng ta đang có hoa sen hai cây đúng không ngày mai mà test xuống lên quanh vùng 24.5 là múc nha chị múc vô uh, stop loss chúng ta là 23.5 gãy một giá bạn ha nam kim nam kim cũng vậy nam kim uh, có khả năng sẽ test sâu hơn một tí về được 24.8 Nói chung là ngày mai Nam Kim với Hoa Sen mà về là được cái vùng giá 24X là chị mua được thoải mái ha Rồi chúng ta qua VGS Đó, VGS thì hôm nay mới là cái cây test đầu tiên của nó thôi Thì ngày mai nếu mà VGS nó đạt mạnh mạnh buổi sáng á, mà nó về lại được cái vùng 39.5 Chúng ta sẽ tham gia tiếp nhịp 2 để xem coi liệu VGS thần may mắn nó có đến với chúng ta lần thứ ba hay không ha Rồi chúng ta tiếp tục tới câu chuyện của nhóm cảng biển Cảng biển của anh em mình là à, đi trong cái biên độ giao dịch này thôi, đi trong cái biên độ giao dịch này thôi ha. cảng biển thì chưa có vấn đề rồi, tiếp tục tích lũy đi. Rồi chúng ta đặt đầu tư công, đầu tư công thì anh chị thấy nó không có một phiên nổ như bất động sản đúng không? thì đầu tư công nó cần có một cái cú nổ đi để lấy lại được tinh thần cho nhiều. Tôi cần cú nổ đi. Tuy nhiên là đầu tư công nó chưa có những cái thông tin về vĩ mô nào đó nó tích cực cho nhà đầu tư cả. Nó chỉ có một cái thông tin là thị trường chúng ta đang có xác nhận nó tạo được cái hai đáy ở đây của đầu tư công thôi thì cần cái phiên ngày mai là một cái phiên tương đối uh, rõ ràng hơn của đầu tư công nha có nghĩa là một cái nến xanh đi có nghĩa là một cái nến xanh của đầu tư công đi nó sẽ rõ ràng hơn thì khi đó thị trường sẽ chắc ăn hơn để nó hồi về đây nha gì còn ngày mai đầu tư công mà bị áp lực buổi sáng ngày mai hoặc là chiều ngày mai nó bị đạp ngược về đây nữa là đầu tư công chúng ta cũng không cần phải đầu tư quá nhiều đâu ha chúng ta chỉ nên đầu tư mà cổ phiếu này nó có câu chuyện thôi ví dụ như em đang nói rất nhiều là nói chuyện về câu chuyện về CE đúng không rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái nhóm cổ phiếu đặc biệt quan trọng là bất động sản bất động sản của chúng ta là à, hôm nay bật lên tương đối mạnh, hôm nay bật quá mạnh luôn nha chị, gần chạm về cái vùng mà chúng ta kỳ vọng luôn là vùng giao găm này ha, bằng một số những cổ phiếu à, trong nhóm bất động sản thôi, thì tiếp tục cái đà này thôi anh chị vẫn đang cái đà hướng lên ha, vẫn tiếp tục cái đà này. Tuy nhiên là nếu như mà đi như thế này á, anh em mình thấy được trên đầu nó có một con dao găm và ở dưới đây nó đang có một cái khách sạn, nó đang mở ra nhỏ thì có thể nha, có thể thôi ngày mai mà không tích cực thì có thể sẽ là một cho tới hai phiên nó sẽ có một cái nhịp test nhẹ ha thì nó để nó, 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 tái tích lũy lại nha chị nó tái tích lũy lại tại vì sao có một cái nến rút chân một cái cái râu nến tương đối dài nếu như đó, nó vượt qua được giao găm này luôn á thì chúng ta sẽ thấy được là ngày mai cổ phiếu bất động sản nó lại sẽ tiếp cận về cái biên trên đánh về trên đây luôn nha hôm nay thì đang có một cái râu, râu nến rất là dài ở biên trên ha chúng ta sẽ đi vào một số những cổ phiếu bất động sản nha ví dụ như CEO thì khỏi phải nói nha chị CEO thì nó quá tuyệt vời rồi nó khả năng rất cao là nó có câu chuyện gì đột biến trong doanh nghiệp của nó hoặc là bây giờ nó sẽ có những thông tin sắp tới nó sẽ ra nha nhưng mà định hướng của CEO của chúng ta là sẽ tiếp tục quay về cái vùng giá 18.5 ha nó vẫn sẽ đánh về vùng giá 18.5 là trước phát về 19 19.2 là cái thứ hai và đặc biệt là target chúng ta sẽ là 19 19 20 ha. À, chúng ta sẽ đi qua những cái mã cổ phiếu mà nó bị râu nến này. DG à, đánh lên rất mạnh nha chị về lại đỉnh cũ sau đó lực bán tương đối mạnh nhà đầu tư mà người ta chán nản người ta thấy hồi lên đây xong người ta bán à, mất niềm tin người bán tuy nhiên nếu như ngày mai nha chị DG nó vẫn nằm trên được vùng 27 và đặc biệt là 27.2 thôi. Thì chị sẽ thấy được là DG nó sẽ tiếp tục cái câu chuyện nó đánh suy lên đây. Nha, đó là DG, khả năng nó sẽ về 28.5 đó. Nha, nên em nói ngày mai là cái ngày yếu tố rất quan trọng. Tại vì sao ha? Chúng ta sẽ đi qua H1. Chúng ta sẽ coi này. DG nó bật lên rất mạnh đúng không? Nó chạm về cái vùng giao găm. Ta hay nói là vùng đỉnh cũ ở đây á. Đúng không ạ? Chạm về giao găm. Thì cái việc áp lực bán trong ngắn hạn nó là bình thường áp lực 300 ngàn đó bình thường khi mà dòng tiền nó không đánh quyết liệt và thị trường nó không ủng hộ cho cái đà tăng của bất động sản bất động sản nó đánh một mình một cõi nó tăng thôi và nó kéo thị trường lên chứ bản thân của thị trường nó không ủng hộ cho đà tăng nếu như hôm nay thị trường nó ủng hộ cho đà tăng ví dụ như cả đà phục hồi của ngân hàng cả đà phục hồi của chứng khoán vào buổi sáng hoặc là cả đà phục hồi của thép thì khả năng rất cao là những nhóm cổ phiếu bất động sản như này nó sẽ bung luôn nó trần luôn nha anh chị thấy được cái buổi sáng khi mà đánh cố gắng đánh bước lên gần trần hết rồi phần hết rồi tuy nhiên là áp lực trong ngắn hạn của nhóm ngân hàng trong ngắn hạn của VN30 nó đè nhóm này xuống nha thì nhà, nhà đầu tư ngắn hạn người ta sẽ bán ra rồi chúng ta thấy được là nếu nó test về đây là thành công đúng không ạ đây vẫn đang giữ được cái form tăng giá nha vẫn đang giữ được cái form tăng giá thì ngày mai á không cần thiết nó phải tăng nhanh ngày mai á hai ba đến buổi sáng nó cứ duy trì đi ngang như thế này thôi nha sau rồi đó buổi chiều á nó lại tiếp tục câu chuyện nó đi lên như này là được nha có nghĩa là ngày mai trong ngày mai không cần thiết nó phải bứt phá một cái lên đây nó bứt phá lên đây là bị bán nữa nó tích lũy đi nên ngày mai anh chị sáng thấy ngày mai một sáng nào đỏ đỏ nhẹ nhẹ đừng đứng lo nếu như ngày mai mà đánh thủng dưới 26 9 này nó mới lo tự nhiên sáng ngày mai làm cái ao cái thị bất động sản giảm 1-2% phần trăm nó lao xuống dưới đây luôn thì chúng ta mới lo nha còn nếu mà ngày mai nó vẫn duy trì trên loan quanh vùng 27 26 tới 27 này thì bình thường không sao hết nha đó là dg phát đạt phát đạt của chúng ta là cái vùng mấu chốt là 23,7 à, tuy nhiên là cuối phiên atc nó lại đạt về 23.65 ha kết phiên là 23.7 nha chị của bất động sản phát đạt này ông này ông, ông này ông đánh tương đối tương đối là rành vị trí ông sẽ đánh nhúng xuống một cái nha và đánh đặc biệt là ATC vậy thì phát đạt nó liệu còn cơ hội hay không phát đạt sẽ tiếp tục còn cơ hội cho chúng ta nếu như phiên ngày mai phát đạt nó giữ được trên vùng 23.8 23.9 nha tốt đẹp hơn nữa là con số 24 nha nhưng mà nếu mà trên 23.8 là ok trên 23.8 23 chúng ta sẽ thấy được là ít nhất nó sẽ lấy lại được cho chúng ta cái vùng cân bằng của hai kiếm nha chị kiếm của chúng ta là 23.7 đúng không 23.8 đó là cái con số thì cái vùng mỏng như thế này là cái vùng chúng ta đang chờ đợi nó đi qua này chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7 8 phiên à, 8 đến là tương ứng với lại khoảng 2 phiên 2 phiên cho tới gần 2 phiên để cổ phiếu phát đạt tiếp tục cái đà của nó nó tái tích lũy lại để nó đi lên nha chị nó tái tích lũy lại để nó đi lên mục tiêu của phát đạt trong dịp này về lại được 24.9 nha rồi tới đất xanh Đất xanh của anh em ta là hôm nay nó lấy lại được cái trạng thái tăng trong H1 rồi. Tuy nhiên là để nó phục hồi lại được mạnh á. Thì chúng ta phải cần có sự quyết liệt hơn vào sáng ngày mai và đặc biệt là phiên ngày mai. Đánh phá qua được 15.3 luôn. Thì nó sẽ tích cực hơn. Còn không mà lên tới đây anh chị thấy sẽ có một cái lực bản ngược về. Ha. Đó, yếu tố của nó là như vậy. Đây mình nhìn thấy đất xanh này. Đất xanh đang tương đối mù mịt ha chị. Đất xanh đang tương đối rất mù mịt. Bất động sản các cổ phiếu khác hồi rất mạnh. Nhưng mà ông này ông hồi không bao nhiêu hết. Đó, đang tương đối mù mịt ha và thêm mà hưng, hưng thịnh nữa, đấy những nhóm cổ phiếu mà nó có đang liên quan đến vấn đề về pháp lý liên quan đến vấn đề về nợ liên quan đến vấn đề về trái phiếu á, nó tăng lực có nổi. Nha chị mà nếu mà nó có tăng nó cũng sẽ tăng bùng gây xong rồi, giống như là bull trap cho chị vô này nhóm cây này nè tăng trần cái ngày sau chị đu vô làm cái giảm tới giờ luôn. là kẹt ở đây rất lớn nha chị kẹt ở đây rất nhiều nha, kẹt ở đây rất nhiều luôn á, đó. đó là hưng thịnh. Rồi à, nói về một số cổ phiếu chứng khoán như vậy thôi, à, đặc biệt là nhóm bất động sản đúng không ạ? Nhóm bất động sản thì ngày mai là ngày rất là quan trọng thì hồi nãy em có nói chia sẻ cho mọi người rồi ha ngày mai á, nếu như mà nhóm bất động sản nó chỉ cần nó tái tích lũy lại hoặc nó xanh nhẹ thôi thì thị trường của chúng ta vẫn tiếp tục sẽ tích cực tuy nhiên nếu như nhóm cổ phiếu bất động sản ngày mai lại tiếp tục câu chuyện kết phiên ngày mai mà trả điểm lại từ 1 cho tới trên hai phần trăm ha từ một cho tới trên hai phần trăm thì anh chị sẽ thấy được khả năng rất cao nó sẽ lại có những cái nhịp nó tái tích lũy lại nó quay về nó tết lại đấy nha chị cái việc mà buôn lên xong rồi nó mọc hai mọc những cái râu nến cao như vậy thì nó cần cái sự test lại một tới hai phiên anh chị cứ bình tĩnh ha test lại một tới hai phiên và thị trường của chúng ta trong tuần sau nó vẫn có khách sạn hút xuống nên cái việc test đó là bình thường còn cái việc mà tích cực hay không tích cực là do phiên ngày mai nếu như phiên ngày mai nó vẫn giữ được ở cái nền giá này và nó có những cái sắc xanh nhẹ thì khả năng rất cao là nó sẽ tái tích lũy một hai phiên thôi sau đó nó sẽ tiếp tục câu chuyện nó break lên ha à, bull lên bị bán mạnh xong rồi sau đó sẽ tái tích lũy và nó sẽ tăng tiếp còn câu chuyện là bull lên xong rồi bị bán mạnh xong rồi nó tích lũy xong rồi nó rơi hoặc là bull lên bán mạnh xong ngày sau rơi luôn thì đó là những tín hiệu tương đối tiêu cực nha để cho chúng ta có thể là cân nhắc thì chúng ta ra khỏi bất động sản nếu như chị bị quá áp lực trong giai đoạn ngắn hạn ha chị ha nó sẽ có những cái thời điểm cho chị ra đó à, bị áp lực quá nó kéo lên nếu như mà mình áp lực quá thì mình hãy bán ra xong rồi sau đó mình chờ thị trường chung và thị trường của nó điều chỉnh lại thì chúng ta sẽ mua lại ngày mai sẽ rất rõ thôi sáng ngày mai anh em mình sẽ nhìn thấy được câu chuyện của bất động sản nó tiếp tục nó kéo hay không ha rồi vậy thôi anh chị à, chúng ta có câu chuyện về vn index nữa ha à, trước khi kết thúc là chúng ta có câu chuyện về VN Index. hôm nay là mở khách sạn rồi nha anh chị. Khách sạn của chúng ta đã mở trong ngày mai chứ ngày mai mới mở. Hôm nay chưa mở, ngày mai mới mở. Ngày mai khách sạn nó mới chính thức nó mở ra ha. Ở loanh quanh 1268 cho tới 1270 sẽ là cái vùng mà chúng ta thấy được là khả năng nó sẽ có nhịp nó test về. Nha anh chị ha, nó sẽ có một cái nhịp nó khả năng nó test về. Tuy nhiên ngày mai khi mà khách sạn mở ra chúng ta sẽ có một cái vùng hỗ trợ 1277. Nha, làm gì làm mấy anh cũng phải 1277 và 1280. Sẽ là những cái vùng hỗ trợ uh, tương đối tốt cho thị trường của chúng ta trong giai đoạn giao dịch ngày mai ha. À, tại sao có con số đó? Anh em mình nhìn qua bên đây này. index Đúng không ạ? Chúng ta thấy được là index nó đang ở trong cái biên độ nó sideways nó hẹp lại đúng không? Thì một cái nhịp giảm uh, sideways down ở đây chúng ta cũng thấy được rồi. Và anh em nếu như mà anh em đo ra á, anh em mình cũng thấy được là đó đang có một cái nhịp uh, test về đây. Thì cái vùng mà có thể về là cái vùng mà chúng ta đang chờ đợi đây này. 1277 nha anh chị 1277 nếu như có trang 127 nó sẽ đánh về đây à. vẫn đang trong mô hình sôi và ngược lại nha anh chị bởi vì đây là cái neckline ngược lại nếu như ngày mai có một cái nến xanh thì cái việc mà thị trường của chúng ta nó phá vỡ cái cái trend giảm để nó hồi về khách sạn này là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra và sẽ hướng tới câu chuyện là phá khách sạn tiếp tục đi lên nha còn cái việc đi lên xong rồi test sau nữa chúng ta sẽ tính sau nha anh chị à, chiều ngày mai chúng ta sẽ xuất hiện một cái khách sạn hồi phục lên của VN nha để cho anh chị đỡ lo em kêu là cuối tuần áp lực 1 2 3 4 5 chiều ngày mai nó sẽ có một cái khách sạn nhỏ hút cho chúng ta về lại được loan quanh 1290 với điều kiện là không phá 1283 nha con số 1290 với điều kiện là không phá 1283 nếu như phá 1283 thì có thể khách sạn của chúng ta sẽ dời xuống nha khách sạn của chúng ta sẽ dời xuống một chút ví dụ như về 77 đi 83 về 77 là 5 điểm đúng không thì khách sạn của chúng ta sẽ về đâu đó khoảng 988 nha khách sạn sẽ hồi về 88 nghĩa là trong ngắn hạn của anh chị yên tâm là sẽ có một cái nhịp hồi phục lên thì cái nhịp hồi phục lên đó mới là cái nhịp mà cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta nếu như anh chị muốn chốt lại sẽ chốt lại tốt nhất nha anh chị hoặc là nó giảm về đây ha, hoặc là giảm về đây thì khách sạn nó cũng sẽ mở ra rất rộng nha thì cũng sẽ có một cái nhịp cho anh chị hồi lên để cho anh chị đánh được cái nhịp tài cộng đúng không? Nếu như ngày mai kéo lên và kéo lên nữa thì chúng ta sẽ chốt lại đúng không? Còn nếu như mà ngày mai thị trường đạt xuống đây chúng ta sẽ canh tranh thủ làm một nhịp tài cộng để kéo lên đây chúng ta sẽ chốt nha ngắn hạn đó là ngắn hạn ha còn đánh trung hạn thì anh chị chắc là lãi rất nhiều rồi trung hạn bắt đáy được cái vùng hai bốn thì tới bây giờ tương đối tương đối lãi nhiều à, quan trọng nhất là cái tỷ lệ cổ phiếu của chúng ta và cái giá vốn như thế nào để cho nó hợp lý trong giai đoạn sắp tới thôi à, nếu như anh chị kêu là à, thị trường của chúng ta nó còn gãy nó còn rơi sâu nữa thì không phải là không có nhưng mà nó chưa phải là ngày mai một hai ba bốn chúng ta còn khoảng 3 ngày an toàn 3 ngày an toàn thì nó sẽ bao gồm ngày ngày mai thứ sáu thứ hai thứ ba à, nếu như nếu như nếu như em đang nói giả sử nha nếu như mà à, tới tuần sau á một là nó giảm rất mạnh về đây đi nó sẽ gặp một hỗ trợ rất lớn để nó bật lên ha còn à, em đang sợ là sợ như này nè em đang sợ là nó kéo đứng như này nè đó xong mình nó lựa những cổ mây mỏng như này nè hoặc là nó về đây nó kéo đây ha đó, thì cái vùng này mới là cái vùng mà chúng ta phải đáng quan tâm được chưa cái vùng này mới là đáng quan tâm nó sẽ tạo cho chúng ta một cái mô hình gọi là hai đỉnh đấy đây là đỉnh một đúng không kéo xuống test lên đỉnh hai xong rồi rơi đây là cái cái mấu chốt của chúng ta đấy ha còn nó phá khách sạn lên là không nói rồi ha đây là cái yếu tố mà chúng ta cần phải cân nhắc nha chị nếu mà nó đi vào một cái mô hình hai đỉnh á thì mình phải cẩn trọng nha chị một hai sáu chín nó sẽ đỡ không nổi đâu đi vào mô hình hai đỉnh thì nếu mà nó phá một hai sáu chín chúng ta sẽ ra luôn nha bởi vì trong khoảng một tuần lễ nữa mà nó đi vào mô hình hai đỉnh á thì cái việc mà chúng ta thấy cái nhịp mà lấp gáp này là hoàn toàn có thể xảy ra đó nha. Chỉ là lấp ghép này nó hồi lên một nhịp Xong rồi nó rơi luôn cũng cũng không chừng à, Thực ra là cái vùng mà em sợ rủi ro nhất á, Là cái ngày đếm đếm nha 1, 2, 3, 4, 5 Nói chung là tuần sau vẫn còn à, Hết tuần này và 4 ngày tuần sau Vẫn còn ok à, Nhưng mà đặc biệt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. 10 phiên tới Cực kỳ rủi ro ha chị Cực kỳ rủi ro nên nó, cái việc mà nó kéo ấy, chúng ta chút lại là chuyện hết sức bình thường bởi vì công bố ra báo cáo tài chính hết rồi thì câu chuyện của nó nó sẽ ngưng sẽ nó sẽ chống thông tin đó nha chị trong vòng 3 cho tới 5 ngày tới là nó vẫn đang tạm ổn thị trường chúng ta sẽ không giảm quá sâu đâu câu chuyện người ta sẽ nghĩ về đánh một thủng một thủng một hai năm là câu chuyện người ta không nghĩ ra đâu ha tuy nhiên nếu như mà chị thấy được mô hình hai đỉnh nó xác nhận và nó không phá được để đi lên tiếp á thì chúng ta phải ngay lập tức chúng ta cân nhắc tới câu chuyện là phải có cái sự phòng đề phòng về thị trường ha đề phòng về tài khoản Ha, để cho nếu như mà à, đây là một cái vùng mà em em bảo chúng ta cái điểm cuối cùng luôn nè à, 1260 1260 à, đó, đây là cái điểm mà chúng ta phải cần phải thận trọng cái mây cuối cùng của chúng ta này Loan quanh 1260 đúng không cái vùng mây thấp nhất là 61 đó 1260 nếu như mà đánh thủng 1260 nha anh chị nó sẽ có khả năng nó về lắp ghép cái này và nó sẽ có một gì bu lên thôi chứ không phải là một gì bẫy đâu đánh thủng một 1260 một trong giai đoạn trong giai đoạn giữa cho à, trong giai đoạn hai tuần cuối tháng 7 là cực kỳ rủi ro nha cuối tháng 7 mà đánh một thủng ngoài 60 là cực kỳ rủi ro luôn Dù chúng ta sẽ có khả năng nó quay ngược trở về nó test đẩy gì đây chị thấy không Đó. chúng ta có khung tuần đi ha cho dễ nhìn được chưa nếu như thị trường chúng ta đánh thủng về 1260 có phải là chúng ta sẽ có một cây nến nó đánh chui ngược về TK không? Đúng không? Nếu mà nó thủng 1260, TK chúng ta là 1270, đánh thủng về đây nó có phải là có một cây nến lại test về đây không? À, thì cái việc mà nó đang lên biên trên nó test xuống biên dưới. Đây vẽ cho nó chính xác cho dễ nhìn nha. Đấy nó đang ở biên trên nó test xuống biên dưới. Đó. Thì nó sẽ có hơi hướng nó quay về nó chạm biên luôn. Mà bây giờ cái biên của chúng ta đang sẽ là loanh quanh 1200 nếu mà em đo chính xác nha, đo chính xác ngày mai nha. Đo chính xác ngày mai thì cái hơi hướng của chúng ta sẽ là ngay vùng này. 1248 1250 nha. À, thủng cái biên này thôi hoặc là đặc biệt trong nhịp sau á mà thị trường nó đánh về 1236 á thì cũng sẽ có một cái nhịp nó bull lên xong rồi nó rơi tiếp thôi. em, em đang nói về câu chuyện là nó tiêu cực nha. Còn câu chuyện tích cực chúng ta vẫn thấy được thị trường mà vượt 1300 đi lên là chúng ta không không còn gì để phải phải phòng thủ nữa, cứ có bao nhiêu mạnh dạng nó đi đi. Vượt 1300 có bao nhiêu mạnh dạng nó đi đi. Lý do tại sao thì khi mà vượt 1300 em sẽ kể cho anh chị nghe. Rồi, đó, đây là cái yếu tố mà chúng ta phải phòng thủ. Nếu như một tuần nào đó thôi, một tuần nào đó thôi, thị trường của chúng ta nó chui ngược xuống cái vùng hai biên độ tích lũy của hai kiếm Tekan và Kijun trong cùng tuần. Thì phải hết sức đề phòng. Nha chị, bởi vì nó còn chưa chạm được cái biên trên mà nó đã quay ngược trở về dưới đây rồi thì chúng ta sẽ thấy được rất nhiều là cái nhịp à, hồi phục trong tuần trước này á, khả năng rất cao là một vụ họ kéo lên để họ ra hàng. Nha chứ không phải là một cái nỗ lực để đẩy thị trường chúng ta đi lên tiếp. À, nên yếu tố ngày mai á là yếu tố kết tuần á nó rất là quan trọng yếu tố ngày mai mà kết tuần anh chỉ thấy được đóng thấp nhất tuần ví dụ như chúng ta thấy một hai bảy đúng không nếu như ngày mai mà đóng thấp nhất tuần mà nó nằm ở một hai sáu chín hai bảy mươi sáu chín thì luôn á, thì chúng ta thấy được là cực kỳ xấu một cái tuần hồi một mà hồi mạnh và một cái tuần thứ hai nó test ngược trở về thì cực kỳ xấu tuy nhiên nếu như ngày mai nó có một cái nến doji thôi nó kéo lên chúng ta lại tám bảy tám tám gì đó thì câu chuyện của chúng ta trong tuần sau nữa nó sẽ về cái biên trên này là hoàn toàn có thể xảy ra chạm về 1 nghìn là chuyện hoàn toàn xảy ra nha à, yếu tố ngày mai là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải đi sâu và đi uh, tương đối sát với anh em nhà đầu tư ha ngày mai là ngày thứ sáu là cái ngày cuối tuần cũng như là một cái ngày mà nó cho chúng ta câu chuyện là kết tuần anh chị và chúng ta chú ý này à, ngày thứ năm ngày thứ năm của tuần sau là cái ngày mà anh như anh em mình có câu chuyện là phải xin đúng không à, tuần sau thứ năm tuần sau ha rồi rủi ro rủi ro và cơ hội anh em có chia sẻ cho chị rồi nha cũng không quá chủ quan đâu thị trường chúng ta cũng đã hồi lên rất là mạnh rồi và nó đang có cái yếu tố hơi xấu một tí là nó đang đánh gãy cho chúng ta cái trạng thái tăng trong khung mắt 1 chúng ta quay qua cái khung đồ thị daily đi nếu như mà nó gãy trạng thái tăng luôn trong cái cái khung này thì bản thân em nha bản thân em thì em cũng sẽ cố gắng ra tương đối nhiều lượng hàng bởi vì những cái vùng này là những cái vùng tương đối nhạy cảm thứ nhất là nằm dưới hai ký mà nằm dưới cả mây luôn thì nó đi vào đau tre ha một chúng ta là một hai sáu chín đấy thủng hai sáu chín là em chia tay nha, đặc biệt thủng hai sáu chín mà kết tuần nữa thì thì chia tay gấp nha rồi như vậy thôi à, Vẫn tiếp tục câu chuyện là bám mây đi lên Hoặc là câu chuyện là chạm về hỗ trợ xong rồi đi lên Là câu chuyện mà chúng ta vẫn đang chờ đợi nha chị à, Rồi kết phiên thôi ngày mai H1 thì em chia sẻ rồi ha Rồi chúng ta qua 15 phút 15 phút thì cũng vậy thôi cả nhà 15 phút thì bây giờ cái hơi hướng của nó là nó sẽ cũng sẽ rung lắc thôi cũng sẽ rung lắc để giảm về một cái vùng mà có lực cầu nó cao hơn để em đo thử coi ha Thấy thấy vẫn là sai đúng không chạm biên trên rồi, nó test lại thì bây giờ để mà cái phá cái sai này là câu chuyện gì để phá sai Down này nha hồi hướng của chúng ta là nó sẽ tiếp tục tìm, tìm tìm, cận về 1280 1283 ha còn phá cái sai này nè chị đáng lẽ chúng ta đã có một cái nhịp phá được rồi nếu như mà chiều nay nè nó đang tích lũy lại khung này này và nó sẽ bật lên đây này đó thì nó sẽ phá được và nó sẽ tích cực hơn khi mà nó xuyên cái vùng mây này lên tuy nhiên là chúng ta thấy được cái nến uh, cuối phiên ATC nó giảm rất là xấu ha Uh, nó giảm tương đối mạnh thì đây là một cái cây nến mà anh chị thấy được là nếu mà nói trong uh, khung đồ thị về phân tích kỹ thuật đây là một cái nến cây uh... nến bán rất là mạnh nha hôm nay bận với ta hôm nay sao nhiều người gọi dữ à? rồi 8 giờ rồi chắc là em nghĩ nha anh chị ha ngày mai để muốn dừng chân lại á, nó cần về vùng hỗ trợ tốt hơn xong rồi sau đó nó sẽ tới tích lũy lại ha, ví dụ như chúng ta có giao gam này nó rơi hơi hướng là cũng vì ở dưới nó không có đỡ mạnh tuy nhiên là ngày mai nếu mà nó rơi về đây xong rồi tiếp tục nó có cái trạng thái hồi lại lên và nó có câu chuyện là tích cực là nó hồi lên đây đặc biệt là cái mấu chốt chúng ta sẽ là vùng 1286 1288 anh chung đi cho nó dễ đó thì sẽ câu chuyện nó sẽ uh, lên được tốt hơn ha và vùng cản chúng ta sẽ là vùng cản cũ rồi 1290 lại nha anh chị đó đây là cái trạng thái của chúng ta trong giai đoạn ngày mai thì cụ thể như thế nào là ngày mai đi vào VN chúng ta sẽ nói sau nha quan trọng nhất là ngày mai nhóm uh, chứng khoán nó có tiếp tục kéo mạnh hay không và đặc biệt là nhóm bất động sản nó có sẽ hơi hướng đổ tiếp dụng tiền hay không hay là ngày mai nhóm chứng nhóm bất động sản lại đạp đỏ nha chị. nếu chứng khoán ngày mai mà đạp đỏ trong một cái không cho phép là thua nha còn nếu mà trong cái tín hiệu cho phép là ok chúng ta sẽ thấy được là dòng tiền sẽ bắt đầu nó sẽ có niềm tin hơn và bất động sản và họ sẽ vào những hơn nha rồi chúng ta đang nắm một lượng hàng tương đối nhiều chúng ta đang nắm à, bây giờ không còn những cái nhà mở mua mới nhiều nữa chúng ta đang nắm một lượng hàng đã có sẵn thì hãy chủ động giao dịch nha chị nếu như có biến em sẽ báo ngay nha khả năng nếu như nhịp này mà có biến là chúng ta sẽ tất tay chúng ta sẽ ra luôn còn thị trường chúng ta nhịp này mà nó xác nhận nó nó nó, phá vỡ được những cái vùng hỗ trợ tốt uh, những cái vùng cản tốt để lên tiếp uh, chúng ta sẽ ôn in luôn vượt 1.300 lại chúng ta sẽ ôn in luôn nha chị rồi bye bye mọi người nha hẹn gặp lại mọi người trong giai đoạn uh, tiếp theo đặc biệt là tuần sau ha và đặc biệt nhất là phiên giao dịch ngày mai sáng ngày mai livestream sáng ngày mai nha chị hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai lúc tám giờ bốn ha cảm ơn chị đã đồng hành tới thời điểm này ha chị ok chỉ số cpi là đang tăng 3,1% phần trăm đó nha à nhầm uh, đang uh, đang ra công bố tốt hơn so với thực tế là 3% phần trăm nha chị ok ha rồi tạm biệt mọi người nha Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nha chị Bye bye